Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tin giải trí. Và bây giờ hãy cùng mình cập nhật những tin tức mới nhất của Sao Việt trong ngày hôm nay. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như chuông thông báo để theo dõi những tin tức mới nhất mỗi ngày. Biệt thự khủng của diễn viên Quý Bình và vợ doanh nhân. Mới đây, doanh nhân Nguyễn Ngọc Tuyền đã chia sẻ những hình ảnh ghi lại biệt thự mà chị và nam diễn viên Quý Bình đang chung sống. Nhà của chàng, từ trong sân nhà đến ngoài vườn, hoa lá rau quả đua nhau nở hoa khoe sắc. Không gian sống với sắc hoa muôn nơi của vợ chồng Quý Bình khiến nhiều người phải trầm trồ. Trong dịp Tết năm ngoái, diễn viên Quý Bình cũng từng chia sẻ một số hình ảnh về căn biệt thự nơi anh đang sống. Đây cũng là lần duy nhất anh hé lộ cơ ngơi sang chảnh ước tính hàng triệu đô. Biệt thự có tông màu trắng và kem là chủ đạo, tạo nên vẻ trang nhã, sang trọng. Nam diễn viên thiết kế hai cổng vào, nơi nào cũng được chăm chút không gian kỹ lưỡng. Theo thông tin từ Quý Bình tiết lộ, biệt thự này được anh xây xong từ năm 2019 để chuẩn bị cho việc thành gia lập thất. Diễn viên Quý Bình dự tính kết hôn từ đầu năm 2020, tuy nhiên vì tình hình dịch bệnh căng thẳng kéo dài, nên phải cuối năm Quý Bình mới có thể tổ chức hôn lễ. Diễn viên Quý Bình kết hôn với vợ đại gia không phải vì tiền. Vợ tôi có những thứ mà các cô gái hiện đại bây giờ không có. Diễn viên Quý Bình chia sẻ, bà xã của tôi là người phụ nữ mạnh mẽ hiếm có. Tình cảm yêu thương dành cho gia đình tôi và gia đình của tiền cũng rất hiếm. Có thể bên ngoài cô ấy có là ai, làm gì đi chăng nữa. Nhưng khi về nhà, cô ấy có thể sẵn sàng thay đồ bộ, ra vườn hái rau, làm cá, nấu ăn cùng với đại gia đình. Có thể nói đó là điều mình sẽ khó bắt gặp ở những cô gái hiện đại bây giờ. Huống hồ chi là một người thành đạt. Yêu một người phụ nữ mạnh mẽ, tài giỏi như vậy, bản thân Quý Bình cảm thấy đó là điều may mắn. Không ai muốn đi bên cạnh một người không tài giỏi, không xinh đẹp và không thành công cả. Và tôi cũng phải cố gắng thật nhiều để khi sánh đôi với cô ấy và bản thân không cảm thấy tự ti. Giữa tôi và tiền luôn cho nhau sự tự tin khi bước đi cùng nhau. Còn bà xã của diễn viên Quý Bình, doanh nhân Nguyễn Ngọc Tuyền, khi được hỏi điều gì ở diễn viên Quý Bình khiến chị tin tưởng và chọn là người đàn ông gắn bó suốt đời, chị Ngọc Tuyền chia sẻ. Tôi yêu anh vì sự chân thành, thẳng thắn và mộc mạc. Chính những tính cách của anh Bình phải khiến cho một người phụ nữ ngoài thương trường như tôi phải nể phục. Anh không đi theo con đường kinh doanh, nhưng tôi vẫn thấy mình thấp hơn anh một cái đầu. Trong hành trình đi tìm hạnh phúc đời mình, tôi cũng có những lần vấp ngã, những nỗi niềm riêng. Nhưng có một điều chắc chắn, chính anh Bình là người giúp tôi tin vào tình yêu, tin vào bản thân. Khi nghe Quý Bình nói anh ấy thấy may mắn vì cưới được vợ xinh đẹp, tâm lý và tài giỏi, chị Ngọc Tuyền đã đáp lại, có lẽ khi yêu người ta luôn muốn dành những lời ngọt ngào âu yếm cho đối phương. Có thể vì quá thương nên anh Bình cảm thấy bà xã đẹp, chứ tôi không dám nhận mình đẹp. Tôi nói thế không phải vì tự ti, bởi người ta thường có câu, có thể bạn không đẹp với mọi người, nhưng bạn chỉ cần đẹp trong mắt ở một người là đủ. Nên khi nghe những điều anh nói về mình như thế, tôi rất xúc động. Đặc biệt khi được chồng thương vì tính cách hay một điều gì ở mình, tôi càng phải trân trọng và ý thức phát huy. Điều tôi cảm thấy ấm áp nhất là cho dù ở đâu, làm gì, anh đều nghĩ tới và yêu thương vợ. Làm vợ của một người nổi tiếng, vì thế chị Ngọc Tuyền đã nhận được nhiều sự chú ý và bàn tán từ dư luận, nhất là về ngoại hình của mình. Chị Ngọc Tuyền cho biết, tôi không nghĩ làm vợ của một người nổi tiếng là áp lực. Bản thân tôi khi bắt đầu mối quan hệ này đã hiểu và chấp nhận những điều đó mới chọn anh. Hơn nữa tôi còn cảm thấy vui mừng vì anh được quan tâm. Bởi một diễn viên, sự chú ý của khán giả là cần thiết. Nếu không có những điều đó thì chắc chắn sự nghiệp sẽ rất vô vị và nhạt nhòa. Chúng tôi yêu thương và vun đắp cho gia đình. Nhưng trong công việc cả hai đều có sự cạnh tranh riêng. Anh ấy có những thành công nhất định với những dự án, sản phẩm của mình. Riêng tôi bên cạnh cố gắng thể hiện bản thân thật tốt với gia đình hai bên. Trong công việc tôi cũng phải phấn đấu để đạt được những thành công riêng, không phụ lòng anh. Có như vậy tôi mới tự tin khẳng định mình xứng đáng là vợ của Quý Bình. Chuyện anh Bình bất ngờ thông báo đám cưới gây không ít tò mò với khán giả. Nhưng đây cũng là điều hiển nhiên. Tôi vẫn dành thời gian để đọc các báo viết về vợ chồng mình. Thế nhưng với những bình luận khen chê, tôi không chú tâm. Bởi không muốn mình bị xoáy sâu vào những câu chuyện nhìn nhận của người khác. Tôi chỉ muốn là một người phụ nữ đơn giản trong mắt anh Bình. Trước khi kết hôn, anh ấy đã trấn an trước những điều này, nên tôi hiểu và thông cảm mọi thứ. Được biết vợ của Quý Bình tên là Ngọc Tuyền. Cô là doanh nhân bất động sản có tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh. Quý Bình từng chia sẻ, mặc dù Ngọc Tuyền không hoạt động trong showbiz, nhưng cô rất thấu hiểu, thông cảm và san sẻ khó khăn với anh. Trước khi chính thức về chung một nhà, Quý Bình và Ngọc Tuyền đã có 3 năm hẹn hò, cả hai được gia đình ủng hộ hết lòng. Được biết nữ doanh nhân Nguyễn Ngọc Tuyền là CEO của công ty bất động sản Đảo Vàng.
Từ những ngày đầu khởi nghiệp nhiều thách thức cho đến khi doanh nghiệp gặt hái được những thành công đầu tiên và không ngừng lớn mạnh. Dù trong hoàn cảnh nào, bà Nguyễn Ngọc Tiền, tổng giám đốc của công ty bất động sản Đảo Vàng, vẫn luôn kiên định với chữ tín trong kinh doanh. Vào nhiều năm trước, khi thị trường bất động sản sốt ở mọi mặt trận, trong khi nhiều đơn vị bất động sản bám trụ tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương, thì bà Nguyễn Ngọc Tiền lại chọn hướng đi có phần mạo hiểm hơn khi tìm về Phú Quốc để rót vốn đầu tư từ nhiều năm trước. Từ đó, tên tuổi của công ty đã được các nhà đầu tư từ Bắc đến Nam tín nhiệm. Đến nay, công ty bất động sản Đảo Vàng đã trở thành một trong những doanh nghiệp top đầu tư Phú Quốc và là đơn vị phát triển duy nhất quy chuẩn số lượng dự án cao. Bên cạnh đó, bà Nguyễn Ngọc Tiền đã trở thành một hình mẫu trong những nữ tướng hiện đại thành công nhất tại thị trường này. Doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền chia sẻ, để có hôn nhân bền vững, nhất là khi gia đình có người vợ là doanh nhân, thì điều cần nhất là người chồng phải có tình yêu đủ lớn dành cho một nửa của mình. Vì tình yêu đủ lớn mới có sự cảm thông, chia sẻ. Khi tình yêu không lớn hơn cái tôi, thì vợ chồng sẽ thấy khó chịu về nhau, sẽ thấy nhược điểm lấn át ưu điểm, và lâu dần sẽ là nguyên nhân khiến hôn nhân đổ vỡ. Toàn cảnh đám cưới của diễn viên Quý Bình và nữ đại gia bất động sản. Tối ngày 14 tháng 12, đám cưới của diễn viên Quý Bình và doanh nhân Ngọc Tiền đã diễn ra tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều nghệ sĩ đồng nghiệp thân thiết đã tề tụ đông đủ để chúc phúc cho đôi nguyên ương. Tiệc cưới được tổ chức ngoài trời, trang trí nhiều hoa tươi và đèn lấp lánh. Trước khi về chung nhà, Quý Bình và vợ đã có 3 năm hẹn hò. Nam diễn viên cho biết bà xã anh làm kinh doanh bất động sản, đảm đang, tháo vát. Ngoài ra cô cũng am hiểu nghệ thuật, có gu thẩm mỹ, nên thường đưa ra nhiều lời khuyên hữu ích cho chồng trong công việc. Trước giờ đón khách, Quý Bình dành thời gian chia sẻ với báo chí về chuyện tình cảm với bà xã. Nam diễn viên khẳng định được bà xã ủng hộ con đường nghệ thuật. Trong thời gian hẹn hò bạn gái doanh nhân, Quý Bình thường xuyên đàn ảnh giấu mặt cô. Từ khi thông báo kết hôn, anh mới công khai bà xã. Nam diễn viên cho biết cả hai quyết định gắn bó khi tìm được sự đồng cảm trong suy nghĩ và cách sống. Đến giờ làm lễ, nam diễn viên rạng ngời cùng vợ tiến ra sân khấu. Quý Bình và bà xã thay trang phục khác khi thực hiện các nghi lễ truyền thống. Nắm tay bà xã trên sân khấu, Quý Bình nói, tôi không biết nói gì hơn, tôi chỉ biết cảm ơn tình cảm của mọi người dành cho hai vợ chồng. Tôi có rất nhiều lời muốn nói, nhưng bà xã muốn tâm sự trước nên tôi nhường cô ấy. Tiếp lời chồng, doanh nhân Ngọc Tiền chia sẻ, em muốn nói với anh rằng trong cuộc sống hiện đại, người phụ nữ có sự nghiệp ổn định chưa phải thành công. Thành công là khi có gia đình hạnh phúc và được chồng con yêu thương. Em đã trải qua chặng đường rất chông chênh và khó khăn, nhưng may mắn gặp được anh. Anh cho em tình yêu, gia đình có cha mẹ, chồng và các con. Cảm ơn anh đã đến bên và yêu thương em. Quý Bình cho tôi niềm tin vào hôn nhân, tôi rất hạnh phúc vì điều này. Cô dâu xúc động nói về tình yêu với chồng. Cô dâu hòa khóc nức nở không kìm được nước mắt, Quý Bình cũng ôm hôn vợ. Nam diễn viên tâm sự, anh hiểu hết những điều em nói, chúng ta đã đồng hành cùng nhau 3 năm và khắc phục rất nhiều điều chưa được. Hôm nay trước mặt gia đình, bạn bè, anh xin hứa sau này sẽ bớt khó tính và nguyên tắc hơn. Trước đó vào ngày 13 tháng 12, Quý Bình và vợ đã làm lễ hoàng thận tại chùa để cầu mong hạnh phúc và những điều tốt đẹp cho cuộc sống hôn nhân sau này. Lễ cưới của diễn viên Quý Bình vào tối ngày 14 tháng 12 được diễn ra trong sự chúc phúc của nhiều nghệ sĩ Việt như MC Cát Tường, Kha Ly, vợ chồng Quốc Cơ Quốc Nghiệp, vợ chồng diễn viên Vân Trang, nghệ sĩ ưu tú Công Ninh, nghệ sĩ ưu tú Tiết Thu, ca sĩ Minh Thư, diễn viên Hà Trí Quang, vợ chồng nghệ sĩ Ngân Quỳnh, ca sĩ Tùng Lâm cùng MC Quỳnh Hoa, ca sĩ Tố My, ca sĩ Kha Ly, MC diễn viên Bình Minh, Huỳnh Đông và Ái Châu, Kim Tuyến, Võ Hạ Trâm, Nguyên Vũ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên ấn like, share và để lại bình luận của mình. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.